Hello, Lan xin chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng nay sáng chủ nhật bà con ơi. Ông trời bữa nay nắng 20 độ đẹp quá. Chút xíu nữa Lan đi banh đình qua hào mua phân rồi về bắt đầu Lan xớt lan nha. Rồi bây giờ để Lan quay sơ cái vườn lan của cho bà con coi nha. Với cây cối nó tốt, mưa công nhận mưa nó tốt mà mau lên cỏ nó bà con ơi. Nó mọc đầy hết, để Lan quay mấy cái đỗ nguyên nó nở mà bữa hổm có nở một bụi màu cam rồi mà Lan quay không kịp, giông gió rụng hết rồi. Mời bà con đi theo Lan ngắm hoa nha. Đây trời ơi, đây Lan đầy hết nè. Rồi Lan đi dài tới nha. Đi dài tới đây. Đỗ nguyên. Rồi đây để Lan quay đỗ nguyên cho bà con coi nha. Đây đỗ nguyên bà con ơi. Mà hôm nay nó mưa quá trời, Lan ra không có được quay nha. Tới bữa nay là muốn tàn rồi. Đỗ nguyên mà cái này nó giống như là một cụm á bà con, nó thành cụm tròn tròn gì nè, đó một cụm tròn vậy đó, đó mỗi cái là nó ra cụm gì nè. Trời ơi nó muốn héo rồi bà con ơi, tại vì mưa quá nó rụng hết, mưa quá trời luôn, rụng hết trơn luôn đó. Còn bên đây thì nó cũng làm một cái loại cụm nữa nè, mà màu cam nha, rất đẹp mà Lan mưa mới thấy nó, cái để mình ra cái mưa ầm ầm tới 2-3 bữa luôn không có ra được. Hai cây này đổ nguyên thì Lan trồng cũng lâu lắm rồi nha, lâu lắm rồi đó. Rồi Lan đi dài vô nha. Đây bây giờ cái mùa trà xanh nha bà con, nếu mà muốn uống trà xanh thì vài bữa nó mình bứt được rồi nè. Cái này là quả trà xanh nè nha, đó trà xanh đó. Bây giờ nó đang có đọt gì ha, thí dụ mình muốn uống và mình đợi vài bữa cái bọ đọt này nó hơi bự chút xíu nữa đi, cái này nó còn non quá cái mình ngắt. Mà nói chung uống tươi nó ngon bà con ơi, trà xanh này mình phải uống mà mình phải giống như cái điều mình rang lại á, mình uống mới ngon nha, chứ uống gì thì nó không ngon. Ở đây Lan có 2 bụi, ngoài sau 1 bụi nữa thì cái tiếng Anh nó đây nè, đây nó trà mi mà nó tiếng Anh đây, đây nó là Camara thi này, là nó thuộc loại trà mi á, trà mi mà loại bông nhỏ nha, bông chút xíu và bông như một đồng tiền nhỏ vậy thôi, màu trắng vậy đó, đẹp lắm. Rồi bên đây đó bà con, thì cái cây này là cây chanh nha, chanh mà loại cái trái giống như ngón tay mình vậy đó, màu đỏ đỏ, ở trong nó có hột giống như trứng cá vậy đó. Đây hình như Lan thấy còn một trái nè, bữa hổm nó trái nhiều lắm, Lan quên quay phim nha. Ở đây 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 còn trái nè, ôi bẻ nó rồi đây. Ờ ở đây trái nè, để trái này đây nè, để Lan bẻ nó trồng ra cho bà con coi. Ôi còn được 2-3 trái kìa, Lan hứa với em Út lên chưa cho em nó coi mà chưa cho coi nữa. Đây cái trái nó gì nè Út ơi, đó gì nè. Rồi để Lan tắt máy, Lan bẻ nó ra làm đôi cho bà con coi nha, bây giờ phải bỏ cái máy xuống mới được. Đây cái loại lan giống mới nha bà con, cái này giống mới loại đen này nè. Cái này mỗi lần Lan mua có 2 tép từ trên Darwin, Queensland gì đó, mua trên mạng đó, nó gửi về cho Lan á. Nó đen mung mà nha bà con, mà tại vô phim sao thấy nó vợt nè, chứ nó đen, đen đẹp lắm. Nói chung cũng tùy sở thích thôi nha. Thì cái giống này Lan chưa có thì Lan mua về trồng nè. Đó cái bông nó bụp tròn tròn vậy đó, màu đen đó. Trồng chắc cũng mấy năm rồi đó bà con, mua trước khi bị Covid tới giờ đó. Nó có bông ra đây, nó đang có bông đây. Đây rồi nói chung cũng còn một số đây, nó nở nữa bà con, cũng còn nhiều lắm nha. Cái này thì không phải ruby ai nha, nó là tango gì đó, tên nó nghe cũng ngộ ngộ nha. Cái này sen gà. Đây là cái lan tha gờ xanh đó bà con, hồi năm rồi á Lan được tới 2 bông lần năm nay đó, mưa đá đồ lạnh quá. Ở Mèo Bình năm nay khí hậu ngộ lắm bà con, nó không có bông nhiều, có 1 bông à. Cái ở trong cái nhị nó rất là đẹp nha, nó là lan tha gờ xanh á. Bên đây là cái ruby eye nè, nó còn nè. Rồi để Lan đi dài vô trong nha. Wow, nó còn trong này mấy chậu nè bà con ơi. Đó mấy cái này thì nói chung nó đầy cứng hết rồi, năm nay thì chắc nó tàn Lan xớt nó ra nha, nó nhiều quá, nó chặt quá rồi đó.
một chậu như vậy là 8-9 bông đó bà con, nhiều bông lắm. Ở đây cũng là một cái giống mới nữa nè, bây giờ không biết sao quay nó đây, để Lan đi vô trong Lan quay ngược ra nha. Đây, đây, ui. Ở đây đây cũng cái bông này loại cái giống mới nữa nè bà con đó. Đây trên này là bà con, cái bông này vài bữa nó nở đẹp lắm, nó đang búp búp rồi đó. Đây cái chậu này được 2 bông ha, bên đây chậu này được 1 bông nữa, 3 bông. Chậu này thì được 2 bông nè, nó cũng dài lắm, nó thòng từ trên này xuống đó. Lăn kéo nó ra rồi nè bà con, đẹp cũng đẹp lắm nè, nó cũng đặc cứng đó. Cái này nếu mà mình rảnh mình xếp chậu được nè, cái này nó đầy hết đây nè đó. Để nó nở hết rồi Lan chụp hình cho nó là sao đây nha. Nói chung trồng nhiều chăm sóc cũng mệt lắm bà con, cũng tốn tiền lắm á. Ở trên này thì Lan còn Lan xanh nè đó. Đó, Lan xanh nó cũng còn có bông nè, với ở đây một chậu, chậu này cũng đang có bông nè bà con, mà xây nó qua không được nha. Đó, Lan trắng ở trong. Trời ơi, cái mùng tơi tay á, nó bò tùm lum hết đó bà con ơi. Rồi thôi Lan đi ra nha, rút 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 lui ra. Đây, để trong này nó cũng có bông nữa nè bà con. Đây nè, ở trong này nó cũng đang có bông nè, thấy không đó. Đó, nó dưới này vậy nè. Vậy mà nó Lan treo như vậy nè, trong cái xào đựng đồ á hãng đó, mà mưa đá nó không có bị nha. Còn bữa hổm cái số Lan để á, mưa đá số nào mà nó tạt vô được là coi như hư hết đó bà con ơi. Cái bông con chim này, bông bơ, cái bớt này nè, thì nói chung mình đảo gì mình thấy rất là nhiều cái lá phải không. Cái này bắt 10 hội trưởng hội giá hòa hảo cho nè. Đặc biệt cái loại này cái lá nó có bị lớn này nha bà con, giống như cái muỗng ăn canh mình thôi à, chứ nó không có bự nha. Nó ngộ lắm, cái lá nó lúc nào cũng có bị lớn thôi nè. Đó, chút xíu vậy hà. Thì bà con nhìn đi, cái bông nó nè, cái lá nó giống hệt như cái muỗng ăn canh mình vậy thôi, chứ không có bự nha. Đó, bây giờ Lan đi tới đây. Wow, Lan đi tới ở đây nha. Thì nói chung còn một số Lan thì Lan chưa có thay chậu nè bà con. Nó nhiều lắm nè. Với ở dưới này nữa nè, ở trong đó đó. Để chút Lan đi xuống làm chiếu cho bà con coi. Rồi, đi qua tới đây đi. Cây hồng thì năm nay không biết có trái nhiều không bà con ơi, đang có trái nè. Tại vì Lan thấy hình như năm nay khí hậu nó kỳ quá, không có trái nhiều rồi. Chút xíu à. Không có nụ nhiều. Đây. Không có bao nhiêu hết á, nụ ít lắm, không có nhiều gì hết á. Mình nhìn không có thấy nhiều nè. Đây, nụ đó nè bà con. Quá trời, cái cây nó bự xum xê rồi. Rồi, ở dưới chân gốc nó Lan có treo một chậu lan nha. Đây. Đây một chậu lan đây nè bà con. Ồ đó, thấy không, giống mới nữa nha. Nó nở hôm nay chắc cũng cả tuần rồi mà Lan chưa có quay phim, mà tội nghiệp nằm ở đây giông gió dữ lắm. Cái màu đúng nó là như gì nè bà con, cái tên đó nữa nè. Đó. Cái loại này mỗi lần Lan mua có một tép thôi, cái về Lan chăm sóc nó tới giờ thì nó mọc được 5-6 tép rồi nè. Đó, cái bông nó vậy đó. Ở đây còn số Lan nữa nè, Lan treo nó đây nè. Không có chỗ treo bà con ơi, nên là ở dưới sàn này Lan bắt đồ Lan treo nè. Bà con biết cây này là nếu ai miệt bảy núi An Giang là biết ha. Cây rau kim thất á, hồi xưa cái này là trên núi á, nấu canh ngon lắm. Đó, đậu bữa hổm Lan trồng được một cây và nó bay hột, nó mọc lên trên chậu lan của Lan nè. Cây rau kim thất á, ăn bánh khọt, bánh xèo, nấu canh đồ ngon lắm. Ở trong này còn một cái chậu lan nè, lan mà loại đá, mà loại lan hai màu nè, con màu trắng với màu nó nở chung á, màu trắng với màu vàng á, nó nở chung vậy đó. Rồi nguyên cái dãy này lên là lan không đó bà con ơi, bài dữ lắm. Lan đi qua tới đây nha, cái đầu á, gặp cái cây mía, có cái một hai đọt mía gì đó, cái một đọt mía gì đó Lan nhét nó vô đây, bây giờ nó mọc thành một bụi rồi nè. Thì nói chung mùa hè đó bà con mình bẻ mía này nè,
vô mình nấu nước với ghẻ chanh mình uống cũng ngon lắm đó. Còn cái này cái ổi nha, cái ổi đang mùa xuân đang mọc lá mọc bông lại nè, cái ổi cherry bà con, ổi nhỏ ở đây. Trời ơi, đây bà con ơi, trái dâu của làng nó đang có trái nha, mà không biết mình ăn kịp với mấy cái anh ốc sên không nha. Làng tính mua gom về làng bỏ vô nè, nè dâu nè bà con nhiều lắm, mà nó dễ lắm chị em ơi, mình trồng một bụi hai bụi nó nhảy tá lá hột dền cái trên đây nữa nè bà con đó. Bây giờ phải tỉa lá bớt rồi cái đồng mình mua cái rơm á, bây giờ mình bỏ nó lên ăn cho mấy con ốc nó đừng có ăn mấy cái dâu của mình. Này còn một tốp lan này nè, lan phải xớt nó nè đó, mấy cái chậu này là quá cỡ rồi, chia nó ra xớt nè đó. Bây giờ nó hết bông bắt đầu lan rảnh lan làm nè, ở trong đó nó có bông mà lan cũng chẳng có thèm cắt nó luôn rồi bà con ơi, nó nở có được mấy bông đây, 5-6 bông á, đây nè, tới nó tàn luôn cũng không có cắt luôn nữa nè. Hình như tại bữa hổm đám cưới con gái lan lu bu á, rồi cũng không có anh Liêm ông dời nó vô trong kẹt gì, nó nở bông cho đã luôn, cũng chẳng có quay phim chụp hình gì hết đó. Ở đây lan nữa nè, để lan rảnh xớt nó ra. Wow, năm nay cái cây mận Hà Nội lan quá trời trái rồi nè, là cái trái Evicot á, để vài bữa nó lan lan bẻ nó xuống lan ngâm rượu nha, làm rượu, làm rượu ngon lắm bà con, giống hệt như làm rượu trái plum của Nhật vậy đó. Đó trái dữ lắm nè, ôi ôi nhói hết nè bà con, đầy hết nè, quá rồi, nhiều quá thấy không á, đó đó bự bự rồi nè đó. Tuần sau có gì mình bẻ nó về cái mình mua rượu mình ngâm ngâm chung với đường phèn. Trời ơi, cái cây này lan mới có trồng có 3 năm mà nghe bà con, mà trái dễ sợ không nè. Nè cái nhánh ngoài này nè, có nhánh này nè bà con, có nhánh này, cái trái nó xanh xanh rồi cái lá nó xanh xanh đó. Đó là chưa gần cho gọi trái không nè, thấy không? Ôi ôi. Nhưng cái cây này nữa lan không cho nó bự đâu nha, lan sẽ cắt nó ngang đây nè. Cắt nó ngang cái khúc này nè, cái khúc này nè, cái khúc này nè, đó, lan cắt nó ngang cái khúc đó, cắt cỡ hết. Lan không muốn cho nó bự nha. Tại ở xóm lan có bà tây bà cắt loại đẹp lắm. Rồi mình cho nó là đà vậy đó, mình bẻ dễ. Còn cao quá mấy con chim nó ăn hết, mình không có làm lợi mấy con chim đâu. Nó quá dữ lắm bà con ơi. Thấy hàm đó bà con ơi, mía nó bự bự mặt lù nè. Cái bụi mía thâm diệu thì nó không có tốt nha, mía thâm diệu nó đang thù lùi đây mà nó không có tốt nè. Còn bên đó mía đường á, mía đường nó tốt dữ lắm rồi con mắt nó bự bự nè. Cái này là rau cần nước nha. Rau cần nước mà loại mới đó, nó màu nó dị đẹp lắm. Lan mua ở Banh Đình Warehouse có mấy cọng rồi 13 đồng nó về đang trồng đó. Đó nó cái này là nó tốt dễ sợ không? Xả cây bơm Fuji, táo Fuji. Năm nay là phải bịt nó lại thôi, mấy con chim nó lại nó ăn trước mình á. Cũng trái nhiều lắm á. Ở trên kia mình không thấy, sao xuống đây thấy trái nhiều lắm bà con. Đó, hồng á, hồng trái nhiều lắm nè. Ồ, trái cũng ngầu hết trơn nè. Đây. Rồi, cái đầu lại tới đây Lan gặp bụi mía là cũng nhát nữa, ngộ lắm. Cái bệnh anh Liêm muốn la mình là phải rồi. Gặp mía đồ, đọt mía đồ đâu cái Lan nhát. Mà sao nó cũng dễ sống đó bà con ơi, coi nè. Ồ, cái mắt nó uống luôn uống nặng nè bà con ơi, coi nè. Kho cá tao ăn ngon lắm. Với nấu đồ chay á, lấy nấu nước súp, mình đừng bỏ đường, mình bỏ mía. Rồi, cái bệnh đây đây, qua đây cái bệnh này nè, cây này cũng vậy nè bà con ơi, gặp nè. Cái nhánh mía cái lăng nhét bây giờ nó mọc nhau hết trơn rồi nè. Trời ơi. Đây là bụi ghiền nha bà con. Củ ghiền á. Bụi ghiền nha. Đây là cây dải nha bà con, trái dải á, lai chi. Lai chi nha, đó. Còn đây là cây nhãn. Lan thấy nó có bông mà không biết chưa, không biết khi nào nó có trái nha. Có bông rồi rụng hết trơn, không có trái mẹ gì hết á. Còn kế bên cây nhãn này là quân tử lan nữa, mà màu hồng cam, mà cam vợt đó, là mấy đó đây. Còn ở trong này quân tử lan, cái bụi này mới đẹp nè, cam đậm mà cái lá nó bự. Còn bà con biết cái gì ở đây không? Trời đất ơi, nguyên cái dãy này là cái trái mâm xôi đó, raspberry đó bà con đó. Cái trái raspberry nè, qua cỡ rồi. Ồ, nó có trái đùm nè. Coi nè bà con, coi nè. Hết biết nhiều rồi nè. Trái dữ lắm, kìa Lan thấy nè.
Ồ, nó mọc đầy hết á. Ok, nguyên cái dãy này một lần lan mua có một bụi thôi, cứ nó nhảy ra cỡ đó bà con ơi. Nói chung tới mùa hè thì mình cắt nó lại, mình tỉa cho nó đẹp đẹp lại vậy đó. Rồi lan đi tới nữa nha. Đây là lan trồng mới củ su lơ su hào đó bà con. Bữa nay nó bự như gì nè, đó nó ú ú rồi bà con thấy không, đó nó ú ú lên này hen. Cái lan trồng su lơ su hào màu tím đó nha, màu tím với màu trắng. Còn đây là cải kheo nha, mấy bụi này là cải kheo nè bà con, cải kheo nè đó. Cái này là cải kheo ăn bổ máu đó, màu trắng nha, cải kheo trắng nha. Lan trồng mà hình như được 18 củ, Lan mua 2 bụi. Có cái thì Lan thấy nó lên cái củ bự lắm rồi nè, có cái thì nó chưa có lên bự, nên Lan ngày qua xới đất rồi, xới đất ngày qua ra nhổ cỏ xới đất. Còn đây cây sung ở đây nha, tự động nó mọc, chim ăn nó ỉa một lần ăn sung của Lan, cây sung bự nó bị lật gốc rồi đó bà con. Thế nó gớt hột của tự động nó lên nè, chứ không phải Lan trồng nha. Còn bên đây hẹ, hai cái thùng mút này là hẹ đó bà con, hẹ của dì Út cho Lan á, Út bằng học á cho Lan đó. Nói chung trồng cỡ này thì cũng cực lắm. Cái này là cây ổi chanh nha, cực lắm, bài nhiều quá cũng mệt lắm bà con. Đây, đây rồi. Tới nay nó cũng chưa tàn nha bà con. Đây còn mấy cái loại lan, lan mới mua nó nở bông nè, giống mới nè, bữa họ mua trên bên cộng đồng nó 100 mấy đó. Đó đây nở bông nè, cái chậu này 25 đồng, còn hình như cái chậu này 30 hay gì đây Lan quên nè. Đây nè chậu này nè bà con, cái tím này cũng đẹp này, 20 à, nó lộn đó, nó cũng đẹp lắm đó, cái gì nó trắng nha. Trời đất ơi, cái nhị người ta màu tím mà nói chuyện nhị trắng không nhận. Nhầm khi trong đầu mình đang suy nghĩ cái này mình nói cái kia bà con ơi, chết rồi. Bởi vì nói chuyện nhầm khi sơ sót vậy bà con bỏ qua nha. Đang suy nghĩ cái này mà sao nói cái kia mình cũng biết nữa. Cái bông màu trắng, cái nhị màu tím mà dám nói cái nhị trắng. Bỏ tay luôn. Đó, để xuống. Rồi cái này thì cái bông này nè, mà nó chưa có nở nha, để coi. Đây cái này là bông này nè, mấy chị để đây nè. Nó được mấy bông mà nó chưa nở bà con ơi. Đó, để xuống. Trời ơi, lần bài anh Liêm ổng cũng thuộc giống làm biến la lan này. Nghĩ la. Đây cái màu vàng nè, cái này hình như 30 phải không ta? Ơi, nói kỳ này đúng rồi bà con ơi, 30. 30 đồng đó. Cái màu vàng nè, đẹp quá. Mấy cái này Lan đang ươm giống nó ra nè nha. Mê bông lắm bà con ơi. Nó nở vòng rồi, Lan quay bà con coi đây. Đây cái này là lan xả nha. Ở đây mấy chị chơi lan nha, kêu sao Lan bắt chước kêu vậy nha. Đó lan xả đó, quá trời bông luôn rồi bà con ơi, trong cái bụi cây này nè. Lan mua đó giờ Lan chưa từng thay nó nha, lúc trước mua cách hơn 10 năm rồi. Mà nó 150 đồng đó. Hồi đó mua khoảng 3-4 nhánh là bà con không có nhiều gì đâu nha. Mà cái loại này thì Lan thấy nó cũng rất là khó trồng nha. Lan có một chậu nữa, Lan cho em cái Lan là cái nó chết rồi, nó trồng sao nó để sao cũng dễ chết lắm. Nói chung trong này toàn bộ là lan không nè bà con, bông không nè, nhiều lắm nè, mấy trăm này thấy không, nhiều lắm. Còn bên đây mấy số lan này bắt đầu nó tàn rồi, thì Lan chăm sóc để sang năm mình bán tiếp đó. Đây cái này lan mai nè bà con đó. Nãy Lan thấy cái chị kia để trên mạng bán cái lan này nè, giống của Lan nè, đó này này nè, cái bụi này Lan mua đó chút xíu là 100, hình như 120 đó, Lan thấy chị đó để bán 300, mà cái chậu Lan chị thì có bông, đang có bông nên bán 300. Đây, rồi qua tới đây đó, Lan quay sơ lại cho bà con coi ha. Ôi, nhức đầu dòm tới không biết sao phái bại lắm. Rồi ở đây, đây đi Banh Đình mua một đống về mà chưa có trồng nữa bà con ơi, trời mưa trời gió nè chưa có trồng nữa nè. Đó, ở đây đó, rồi thêm ở đây một thùng nữa nè. Mua Banh Đình đó, chưa trồng nữa nha. Rồi, ở đây thì lan treo ngược nè, nó đang lan treo nó đây nè. Đó. Còn cái này bà con biết không?
không phải, không phải cái rau thơm của mình, mà cái này người ta lai giống á, ta kêu là chocolate minh nha. Để Lan quay sao cho không là bị ánh nắng nha, nắng không thấy đường nha. Người ta kêu là chocolate minh đó bà, không biết sao mà nó lăn treo trên này mà không biết hột nó bay sao mà lên tới trên 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 đất trên này mà nó mọc cũng hay thiệt chứ. Đây ở dưới này nữa nè, Lan bứng vô đây bụi tại bữa hổm anh Liêm nhổ cỏ, trời đất ông nhổ dục hết trơn à bà con. Cái này ăn bún mắm đồ ngon lắm, nó là chocolate minh nè, đó nó màu tím gì nè, nó giống như là húng cây của mình nha, mà nó nồng hơn nhiều nha, nồng lắm, mùi nó nồng lắm, chocolate minh đó. Rồi đi vô. Ui. Đó, xà lách lăn trồng nè, cải kheo, hình như gặp cái gì đâu không nhét hết á. Bữa nay là rảnh cuối tuần này là lan cuốc đất này, lan trồng rau lại, tại nhầm khi mình đi bẻ chút chút lan cũng không có quay phim nha. Còn cây xài sao mà nó teo ngắt, nó nằm ở đây rồi bà con ơi. Con nhỏ em ở xóm nó trồng xài á, bữa hôm nó nói là có trên 100 trái, nó trồng chắc cỡ tới hàng rào gì nè, cao tới hàng rào giống có 3 năm mà nó cao vậy đó. Rồi nó đậu được ba mươi mấy trái, cả 100 trái mà rụng hết đậu coi còn được ba mấy cái trái. Bữa đó cô em mới nói là nghe Thi á, rồi đây nè bà con ơi. Ồ, bà con thấy ngộ không, cái bông chim này là hai con chim nha, không phải một nha. Nè một dưới này một con nó nở nè, trên này một con nữa nè, là hai con chim nè đó. Một cái con này nè, rồi trên này nó sẽ nở thêm một con nữa là hai con. Mà cái loại này là loại bình thường thôi, cái lá nó bự gì nè bà con, nó khác cái loại nãy nha, cái lá nó to như vậy đó. Còn cái này cái trái gì ta, cái trái plum á bà con, trái 15 đỏ đỏ đó, không biết sao nó bị cái gì lan cũng biết nữa, nó bị cái gì ngộ quá, giống như là cái con dời cái con gì ăn á bà con ơi, con nói gì nè, ngộ rê vậy đó. Nó bị cái này chắc mình phải ra hớt đọt rồi bỏ mới được chứ. Mùa này mùa me bình kháp là bắt đầu hoa hồng nó nở dữ lắm đó bà con thấy không, đó làm phóng bự qua nha, làm biến tội qua đó á, đó đẹp ghê chưa. Ủa bông bưởi bự bự kìa, lan ra lan treo trong này nè, thuộc gì không có chỗ treo rồi, gặp ở đâu cũng gửi người ta được hết á. Bây giờ đừng có nhúng nhích nha, nhúng nhích là nước không đó, đó bông bưởi đó bà con, bông bưởi đầy hết nè. Thì Lan nói với anh Liêm mà cái cây bưởi Lan không cho bự nữa đâu, Lan sẽ cắt ngang giống như mấy người Ý đó bà con, ta trồng người ta không có cho nó bự đâu, ta cắt lại cho nó nhỏ nhỏ chứ không có cho nó cao quá. Hôm nay thôi sang năm là Lan cắt ngang cái mí bọc đó cho nó nằm ở dưới thôi, chứ cao trên quá cái trái nó nhiều quá đó, cái chim nó thấy nó lợi nó ăn nó quậy nó phá nữa. Mà hình như là nó nhớ dai lắm bà con, tới mùa là nó nhớ nó đi lợi hà bà con ơi. Trồng đã đâu có nhớ ăn đâu, bông cải tím tới con người ta già bây giờ Lan để Lan lấy hột nữa Lan trồng lợi chứ sao vậy đây đó, quên trồng không nhớ ăn nữa. Nhầm khi nấu cái gì mình mua rồi cái mình không có ra bẻ, với nhiều khi muốn ra bẻ cái trời nó mưa thân gỗ nó còn có trái lay rai nè bà con đó, cái đó là chà cà thân gỗ đó, cái trong cái ruột nó ăn cũng rất ngon nghe, chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm bà con. Đây cái bông dạng thọ này nè bà con, mà mình trộn xà lách á, mình bẻ vô mình xé 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 nhuyễn ra mình trộn trong xà lách ăn được nha, mấy loại bông này ăn được nè. Đây còn ở đây Lan trồng bông bơm bướm á, đặng nhiều khi mình để vô xà lách cũng ăn được nha bà con, mấy loại bông này là mấy loại bông ăn được nè, mấy nhà hàng Tây là ta ưa dùng nó để ta trang trí đó cho nó đẹp đó. Đây nè đó, cái màu vàng này đó, vàng đây, vàng trơn à, bông màu tím thì đẹp hơn nha, màu tím đẹp hơn, màu tím nó rất là đẹp nè. Ngày hôm qua đó Lan ra làm vườn đó, ý là mới là anh Liêm làm 2 tuần trước rồi, tuần này Lan ra làm nữa nè bà con ơi. Mà đầy một thùng cỏ luôn đó, bây giờ Lan để cho nó xẹp xuống mình mới kéo ra ngoài trước người ta đổ đó. Quá trời không biết sao mưa mưa nhiều quá thì cỏ nó tốt dữ lắm, cây cối nó cũng tốt luôn nữa, sum xê lá hết à. Nãy giờ Lan quay sơ cái vườn hoa của Lan với cây cảnh Lan trồng, nói chung cũng hơi nhiều quá bà con, mà bữa hổm thì Lan cũng bán được một số lan này nha, thì bây giờ thì tiếp tục Lan chia ra nữa bán. Thì nói chung là mình cũng phải chăm sóc đồ dữ lắm nó mới tốt, chứ không chăm sóc bỏ hoa thì nó không có bông đâu bà con. Lan thì cũng Lan cũng chia ra là bỏ phân 1 năm cũng 2 lần,
đó. Lâu lâu thì Lan là mua phân trù hoặc phân bò đó, và đặc biệt cái tháng 4 tháng 5 á nha, anh chị em nào nhớ bỏ phân vô, phân trù phân bò. Hồi xưa thì Lan bỏ mấy cái thuốc của Lan đó mà Lan thấy nó không có tốt bằng bỏ phân trù với phân bò. Tại đợt đó Lan đi đợi nhà cái người bạn người Ý á, không phải người Hy Lạp chứ, người Rích á, cái Lan thấy chậu Lan bà tốt quá, Lan hỏi ủa mày bỏ cái gì mà tốt gì, bà nói là tao chỉ bỏ phân trù với phân bò thôi à, tốt bông dữ lắm. Cái Lan bắt trước Lan làm theo, chứ hồi xưa Lan trồng thì Lan mua mấy loại thuốc trong hộp Lan bỏ nhiều lắm mà nhưng nó không có tốt bằng à. Theo Lan thấy nha, kinh nghiệm của Lan thôi, còn mấy anh chị em khác thì nhiều khi người ta kinh nghiệm hơn mình đó nha. Cái này Lan chia sẻ kinh nghiệm của Lan thôi đó. Lan bỏ phân trù với phân bò thì năm Lan bỏ phân 2 lần là nó tốt rồi đó. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn tất cả bà con anh chị em cô bác.